rất nhịp nhàng của ông lính Hà Tĩnh. Bên phải là Xuân Hùng, phía trong đó là Ismail và Chevy. Nguy hiểm! Bàn thắng quá đẹp, 3-1 cho cao thủ ông lính Hà Tĩnh, không thể khác được. Xuân Hùng quá thoải mái bên phía cánh phải, và khi ở bên trong đó là hai cầu thủ rất cao to, Chevy và Askidade. Bàn thắng đầu tiên của Ismail Askidade ở mùa giải năm nay. Và tấn công rất có nét. Askidade cao tới 1m90. Trong vừa rồi thì Wesley không thể kiểm soát được chiều cao của Ismail. Và đánh đầu quá khó của Askidade. Tỷ số là 3-1 cho ông lính Hà Tĩnh ở phút thứ 82. Một pha không chiến thất bại của trung vệ Wesley Rodriguez. Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là ngoài thi đấu không thành công của Wesley. Cả hai tình huống mà Wesley đối đầu với Akiade, anh đều thất bại.